trái ổi ở Cao Lãnh, Đồng Tháp, mà chủ vườn đã sử dụng phân bón công nghệ sinh học huyện Quân Lười F16 cho cây trái. Thì từ khi mà chủ vườn biết tới cái sản phẩm phân bón hiệu Quân Lười này, thì như chủ vườn đã chia sẻ là hầu như là không có dùng cái thuốc sâu thuốc bệnh đấy để phun cho cái vườn ổi nữa, và anh ấy đã chuyển sang là cái bao túi cũng như là làm sản xuất ổi sạch. Đây thì đây là cái trái ổi mà rất là đẹp đấy, và chủ vườn cũng có chia sẻ là ổi này ăn rất là ngọt ngon đấy, và đây có thể là sản xuất là ổi chất lượng cao được. Cũng mong quý bà con biết để mà có thể ứng dụng cái sản phẩm này đối với những vườn cây ăn trái của nhà mình để tạo ra những cái nông sản chất lượng ngon hơn và an toàn hơn đấy, đem lại những cái hiệu quả về kinh tế và môi trường cho cái vườn nhà mình cũng như cho xã hội. Đây là cái thành quả của chúng tôi đấy. Đây là cả vườn ổi.